chợ Đầu Mối Hóc Môn. Xin chào quý khách hàng và quý khán giả. Xin chào quý khách hàng và quý khán giả. Có thật nhiều niềm vui mà hạnh phúc video này sẽ chia sẻ với quý vị khán giả và quý khách hàng cách vận chuyển và những phương tiện chở hàng của bà con tiểu thương của chợ Đầu Mối Hóc Môn. Thì anh là chân thật nhất đó, nhưng anh đó nó dòng xe quá đầy. Chị này chị cũng chở, cũng xe này cũng chở đi giao hàng nữa đó, kèo nèo bắp chuối chở đi giao hàng đó, đi chợ ta chở bằng xe không ta vậy không. Tầng chở nặng nguy hiểm rồi đó luôn. Bán một xe nước rất là nhiều loại, đủ hết. Có bán cà phê luôn hả? Có cà phê, cà phê sữa. Rồi à, cái bà tôi đang mở máy tôi quay đây, tiền đây, tiền đây chị bán nước. Dạ, 10.000 hả? Ừ. Mấy nói 10.000 tôi mừng vậy thôi, tôi mừng không. Trời mà ngày nào cũng uống 12.000. Dạ. Đang nghiên cứu gì chắc hết đóng đầu lên chiếc xe đó quý vị. Mưa tiếng xe ông ta luôn rồi. Cơ
phương tiện vận chuyển chính của người mua người bán ở chợ đầu mối Hóc Môn là những cái xe lôi, chiếc xe hồng ta chở quằn quại như vậy. Sống bà con rất là vất vả, phụ nữ chở vậy rất là vất vả, cực lắm quý vị. Phương tiện vận chuyển chính chị này, chị phụ nữ thường chở xe lôi chở đi mua hàng bình thường. Xe đầy nhóc luôn, đó, chị kia mua hàng về bán chở vậy đó. Phương tiện vận chuyển hàng hóa và phương tiện vận chuyển chính đó, là xe Honda, xe lôi, hiếm khi thấy chở xe tải lắm gì, hầu như xe Honda với xe lôi là 99, phải 9% luôn. Cực lắm, buôn bán cực khổ. Thức khuya dậy sớm, chở hàng nguy hiểm nặng nề, dọc đường còn bị phạt. Chính luôn. Đây đây là cái gì? Cái hồi chợ vậy chứ đâu phải ấy đâu, đâu phải là cứ đi về là bình an đâu. Đi còn nhiều khi còn bị phạt với này với kia rồi, tốn tiền cực khổ. Quát lại vậy cái cũng trăm. Nếu như đóng tiền lộ phí không phải thấy chở vậy là mình về mình bán không mình được tiền không? Đi dài đường còn người này kêu lại phạt, nọ kêu lại phạt, dài đường khổ lắm quý vị.
Chợ Lôi, Đà Nẵng. Bài ra bán được, chở hàng được. Mai này cấm xe lôi, không biết bà con mình vận chuyển bằng cái phương tiện gì để nó đạt được đa năng như vậy mà rẻ tiền được như vậy đó. Họ chở xe lôi đây nè anh em này nè. Xe lôi chứ xe Honda. Đây là cổng chợ, cổng chợ đầu mối Hóc Môn. Bán là đại đa số là họ đi xe Honda, xe lôi không nha quý vị. Còn mấy chiếc xe tải đó, nó chở các tỉnh nó chở về. Bên kia có chiếc xe là 83 đó là Sóc Trăng. Chứ còn bà con mà mấy chợ trong thành phố vận chuyển là bằng xe lôi là đa số. Mấy người gần gần họ mua ít thì họ chở xe Honda đó, mấy người đó vậy chứ đi xa lắm đó. Cổng chợ Đầu Mối Hóc Môn. Đa năng của bà con đi mua hàng về bán toàn là xe lôi hết. Đa năng và hữu dụng. Rồi chở chồng chở anh đây đi mua về cho vợ bán cũng bằng xe lôi. Phương tiện vận chuyển chính là chạy về. Bên đây anh này thì lấy cái xe tiền chứ quý vị để lên bán luôn. Xe ba gác anh này nữa
phương tiện vận chuyển chính. Thông báo khi kênh có video mới nhất.